Nó theo bước mình là thành đại gia. Quá dữ. Vậy là kiều nữ gặp đại gia rồi. Ôi chào bữa nay. Mời bạn trai. Ngồi đi bạn. Mình giới thiệu đi em. Dạ em chào chị Cát Tường. Con chào chú Huyền Linh và chào người đàn ông bí ẩn bên kia. Em tên là Tô Thị Trích Hạnh. Nick Facebook của em là Hạnh xinh đẹp. Năm nay em 23 tuổi. Tính tới thời điểm hiện tại thì em ế được 5 năm rồi. Giới thiệu rất là ấn tượng. Em đang làm công việc gì và quê em ở đâu? Dạ em hiện đang là nhân viên văn phòng và quê em thì ở Lâm Đồng. Hiện tại thì em đang sinh sống ở quận 7. Chú Huyền Linh chào Hạnh xinh đẹp. Dạ con chào chú. Rồi dạ, chào anh Huyền Linh và chào chị Cát Tường. Mình tên là Trương Lập Thành, 31 tuổi. Mình ở quận 4 và đang làm kế toán công ty ở Sài Gòn luôn. Nick Facebook của bạn là gì? Nick Facebook mình là Thành Đại Gia. Quá dữ. Vậy là kiều nữ gặp đại gia rồi. Ôi chào bữa nay Hạnh xinh đẹp, gặp Thành Đại Gia. Chúc mừng hai bạn hạnh phúc. Ấn tượng đây. Rồi bây giờ mình giới thiệu chút xíu để con đường tình trắc trở đi ha. Bạn trai giới thiệu đi chứ bên này là xinh đẹp nhưng mà ế 5 năm rồi. Dạ em cũng ế hơi 5 năm rồi chị. Gì kỳ vậy? Đại gia em thì cũng trải qua một mối tình nhưng mà do lúc đó còn trẻ quá là nó cũng nóng nổi, hơi nóng tính quá, là ghen quá nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà mình không có chăm sóc bạn gái gì được hả? Chăm sóc quá nên người ta cũng sợ quá. Ủa gì kỳ vậy? Người ta chăm sóc mình càng thích chứ sao sợ. Bạn chăm sóc cái kiểu gì bạn nói tôi nghe thử coi. Theo dõi nhiều quá lại ghen quá. Trời ơi, chăm sóc là khác. Mình lo lắng bữa ăn giấc ngủ hay là quần áo hay là đưa đón hay gì. Chứ còn bạn theo dõi, bạn ghen tuông cái đó đâu phải chăm sóc. Lúc đó thì cũng còn trẻ quá. Rồi bây giờ nếu có bạn gái thì bạn sẽ chăm sóc bạn gái kiểu gì? Sẽ thương yêu, lo lắng và chia sẻ cảm xúc nhiều hơn. Đúng với bạn rồi. Gái. Và mình sẽ lắng nghe cảm xúc của bạn gái nhiều hơn. Đúng luôn. Rồi em. Dạ em thì năm em 18 tuổi em có quen một cái anh đó. Thì quen cũng 9 năm, 9 tháng. Hết rồi. Sau này thì anh đó ảnh quen thêm nhiều người khác nữa. Cho nên thôi nếu như cái gì mà nó dừng lại sớm tốt thì được thì mình cũng nên dừng lại. Chia tay sớm bớt đau khổ. Dạ. Bây giờ em muốn tìm kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn một người mẫu người bạn trai chín chắn. Cá tính của em mạnh mẽ, em thoải mái lắm. Cho nên em muốn người đàn ông của em có thể bản lĩnh hơn em để kìm em lại. Em vui vẻ, em cởi mở lắm. Bạn của em có thể là nam, có thể là nữ. Em có thể chơi với tất cả mọi người. Và em cũng ham đi du lịch, em ham chơi lắm. Cho nên khi mà em có bạn trai thì em muốn nếu như mà những cái mà em có lỡ mà đi xa quá thì cái bạn nam đó biết cái cách khuyên em, biết cái cách nhắn nhủ cho em là em nên dừng lại ở đâu và em nên như thế nào là tốt. Rồi bạn trai không giữ rồi đi luôn hả con? Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em có thể tạo không khí vui vẻ, tạo ra những cái niềm vui. Em hay quên, với lại em sàng lắm. Em là chúa câu giờ luôn. Bạn em mà hẹn em qua giờ này mà nhiều khi á, một tiếng đồng hồ sao em cũng chưa xong á. Chết rồi, mai mốt hẹn hò đi chơi rồi bắt anh ngồi anh đợi cả tiếng đồng hồ vậy hả? Dạ thì em hẹn thì anh trừ hao. Là em hẹn 8 giờ thì 9 giờ anh cứ có mặt là được. Trời đất ơi, chi cực vậy trời. Thấy sao bạn trai? Dạ cũng hơi lo á chị. Bạn trai muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ em cũng tìm một mẫu bạn gái giống bạn trai. Bạn gái vừa rồi nói. Trời ơi. Giống bạn gái vừa rồi nói. Tại em rung quá. Bạn gái mà giống bạn trai là mệt lắm à. Mẫu bạn gái em là cũng biết chăm lo cho gia đình, kính trọng người lớn, thương người, biết giúp đỡ người thì kia thôi. Là mẫu em đơn giản vậy thôi. Bạn có ưu điểm khuyết điểm gì không? Dạ ưu điểm của em là hòa đồng, thích giúp đỡ mọi người. Là nhiệt tình, vui vẻ này kia. Dễ thương. Dạ. Còn khuyết điểm của em là nóng tính và hay ghen. Không có kiên nhẫn cho lắm. Chết rồi. Nóng tính hả? Dạ nóng nhưng mà cũng yêu đó chị. Nóng hay, không có la làng chị. Hay ghen nữa hả? Dạ. Thì ghen nên chia tay cũ và có giúp kinh nghiệm mà chị. Nhưng mà cái cô này là cô có đi chơi với bạn trai nữa đó. Dạ không sao chị. Sau đợt kinh nghiệm đầu mới giúp ra được một bài học vậy chị. Rồi bây giờ giả tỷ đang chạy ngoài đường thấy cổ có anh nào đang chở thì xử lý như sao? Đồng nghiệp bạn bè chở bình thường không sao chứ đừng có bắp quá. Vịnh tay lên chị. Đùi có được không? Ngồi sau vịnh, đang vịnh đường đông mà phải vịnh. Vì an toàn thì vịnh được chị. Được phải không? Dạ. Nếu bây giờ cảm thấy phù hợp thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Có thể là một hoặc hai năm, có thể sớm hơn. Nhưng hiện tại giờ bạn đang ở với ai? Dạ ở với gia đình, ở với ba và dạ, anh em. Không có yêu cầu gì ở bên đàn gái nữa không? Dạ không dám yêu cầu nhiều à. Không yêu cầu gì hết ha. Thế cũng được lắm á, nghe đẹp trai đó. Nên sẽ qua gặp bên đàn gái đây. Em không thích tật xấu gì của phụ nữ? Dạ trang điểm đậm quá. Trang điểm đậm cũng đẹp mà. Sao đậm quá
Nhưng mất thời gian nhiều quá anh. Em thích sự đơn giản hơn. Mất thời gian với tốn tiền nữa ha. Dạ đúng rồi, tốn kém anh. Dạ chào con, chào chú. Chào con. Vậy có đậm gì không? Không đậm. Này cũng dễ thương mà. Này nhẹ nhàng dễ thương, có đồng tiền nữa ha. Hỏi cụ thể hơn là người con thích cao hay là gầy hay là mập hay là lùn hay gì thế nào đó. Dạ con thích đàn ông là phải cao. Và điều con đòi hỏi ở người đàn ông á, là người đàn ông đó phải sạch sẽ. Bên đó có sạch không chú? Sạch. Ủa tại sao là phụ nữ hay nghi ngờ đàn ông ở dơ quá ta? Coi lại mình coi sao. Dạ thường thì đàn ông họ bê bối lắm, cho nên con muốn một người đàn ông sạch sẽ, tươm tất. Cái chữ dơ là nó dơ lắm luôn á. Này người đàn ông của con vậy chú biết ra. Gì vậy? Gì vậy chú? Đây nè. Được không? Khởi giày được không? Người đàn ông thì lùn quá, mập nữa. Dễ thương chứ mà con thích đàn ông cao à. Chú nói vậy thôi chứ không biết bằng giày không nha. Thì làm đây đi nha con. Em có đi với người thân không? Dạ có. Hôm nay em đi với ba em gái em và bạn thân nhất của em. Ồ. Dạ rồi, con chào chú. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. À. Dạ. Chú thấy anh này sao? Nếu nói về phong cách thì rất là tốt, coi như là ưu tú. Trước mắt thì nếu nói về cách nhìn chung chung thì chú này tôi rất là hài lòng. Rất hài lòng. Dạ. Chú có yêu cầu gì nữa không? Tất cả cái cha mẹ trên thế gian này tôi nghĩ rằng ai cũng muốn cho con mình khôn lớn và có một cái mái ấm gia đình hạnh phúc. Nếu mà ví dụ khi mà đi đến thì tương lai thì phải có một trách nhiệm đối với gia đình. Và đồng thời đó là có một cái đạo đức. Tại giống người tôi rất là còn thích cái đạo đức. Dạ xin hết. Dạ. Dạ. Có nói gì với... Dạ con chào chú ạ. Thì cái yêu cầu của chú thì con đáp ứng được. Tại vì con cũng có người có trách nhiệm. Bạn trai mình có đi với ai không em? Dạ em đi với các chị và anh đồng nghiệp ạ. Xin chào anh chị MC tài năng và mắt tay. Mình là Nhật, vừa là bạn vừa là đồng nghiệp của Thành. Nói về Thành là nói về ba yếu tố thôi, là ba tốt, là tốt bụng, tốt làm và tốt ăn. Đó. Còn nói về bạn gái thì mình nói bạn gái của Thành Tuyết Hạnh đây thì hai bạn cũng ok, cũng tương xứng, cũng dễ thương. Cho xin ý kiến của một chị nữa nè. Chị là chị sao? Dạ chị dâu của Thành. Chị dâu của Thành. Dạ nói chung là Thành thì rất là tốt, chân thành, tình cảm. Thì em yên tâm nếu mà là một người bạn của Thành, hoặc là nói xa hơn là về làm vợ của Thành, thì an tâm về hạnh phúc và mọi chuyện là Thành đã lo được ok. Dạ. Chị thấy được đó nha em Thành. Dạ cảm ơn chị. Rồi bây giờ thời gian của hai bạn cố gắng thể hiện mình cho bạn kia thấy mình tốt lành nè, tốt bụng, tốt bụng tốt lắm à. Kéo màn lên. Chào em. Dạ chào anh. Dạ trước với tiên là tặng em món quà em... Thì, khi nếu không có anh thì có thể con nó đã. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ muốn gửi đến anh. Nếu mà mình không có tới được với nhau thì anh nhìn cái con thằng lằn này anh sẽ nhớ tới em. Dạ, cảm ơn. Tới nhau mới nhớ chứ không tới với nhau nhớ làm chi em. Thằng mở cái thằng lằn đó hả Thành? Ủa gì? Gì thằng lằn? Dạ bí mật. Cái này bí mật lấy về bởi sao anh? Rồi thì hai người trò chuyện với nhau. Nếu chiều cao của anh không được như mong muốn của em thì em nhận xét thế nào? Em thấy anh cũng vừa người cũng bự con á chứ. Dạ em thấy anh như vậy là cũng rất là được. Body đẹp. Ha. Nếu em chơi thì càng tốt, cảm ơn em. Dạ, còn anh thấy em như thế nào? Em dễ thương, quá lớn đồng tiền. Em thấy anh có phù hợp với tiêu chuẩn của em ngoài chiều cao không? Dạ có, anh có nhiều cái đức tính rất là tốt. Và ba em nói anh rất là được. Ba em sẽ không nhìn lầm người và em tin là anh rất là tốt. Nếu như mà mình quen nhau thì anh có thể chăm sóc tốt cho em không? Tôi nói điều đó được. Dạ, em thì có nhiều cái em nông nổi lắm. Em cũng... sáng nắng chiều mưa lắm, anh có chịu được cái tính thời tiết đó của em không? Anh chịu được nhưng mà có những cái điều anh không thích á, anh sẽ không có la làng nhưng mà anh tỏ thái độ không thích đó thôi. Nên như vậy thì em cũng sẽ đổi lại. Dạ, em sẽ chú ý đến cái đó của anh. Ví dụ không thích cái gì? Ví dụ không thích cái gì? Ví dụ em không thích em làm sao? Không thích em quay đi. Quay đi. Anh em quay đi rồi người ta có cái gì để chú ý? Không, em quay đi nhưng mà những điếc liếc nè chị. Mà thường là em không thích cái gì ở bạn gái? Thì trang điểm lâu lâu quá. Tôi thích lâu đó rồi sao? Thì khi nhìn em anh phải chờ đợi được.
cuối cùng cũng chờ đợi được mà. Dạ. Nhưng mà chắc đợi trong thời gian thôi, chắc cũng phải khuyên thay đổi lại một tí. Em thì em thấy anh rất là gọn gàng tươm tất. Trời ơi. Nhưng mà em không biết ở nhà là anh có sạch sẽ như vậy không? Dĩ nhiên. Tình yêu là mờ mắt nó về body gọn ghẻ, bụng bự hơn tôi nữa. Đúng là tình yêu mờ mắt hết. Không, nhiều khi cái gu cô này cũng thích bụng bự thì sao? Ừ, có nhiều người thích bụng bự, ôm cho nó sướng. Anh thấy em cũng hợp với mỗi người, anh cũng đang tìm kiếm. Nên nếu mà mình đến được với nhau thì anh rất là vui. Dạ. Thì anh sẽ đem tới hạnh phúc cho em. Dạ. Em tiếp xúc với anh, em thấy anh cũng rất là dễ thương. Em cũng hy vọng là mình sẽ tới được với nhau. Hết thời gian. Bây giờ thì chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ trước khi bấm nút. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Đấy. Ấy da, vậy là Thành đại gia gặp Hành xinh đẹp rồi đó nha. Hai người đấm nó tay ra cái mà. Con xin phép bác cho con được tiến tới và hẹn với Hạnh. Và con sẽ hứa sẽ đem hạnh phúc và sự chân thành đến cho Hạnh. Xin phép bác cho con hôn Hạnh cái hôn đầu tiên đi. Có thủ tục mà. Mạnh mẽ lên. Dạ, cho con xin phép bác. Dạ, cho con hôn em Hạnh. Dễ thương lắm ha. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được tiếng nói chung. Tặng các bạn đây là chiếc thẻ xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Hãy đến đó để tìm không gian thật là lãng mạn để hiểu kỹ hơn nhé. Cảm ơn em. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Rồi, chắc bạn đi xem phim đi. Tâm sự đi. Năm nay em 31 cành. Em 29 mùa khoai sọ. Hẹn bạn gái đi chơi nhưng mà bạn rủ đi đá banh á. Em lại chọn đi đá banh. Ê, bây giờ mới nhờ chương trình đó chị. Bao lâu nữa mình sẽ tiến tới hôn nhân? Cuối tuần. Cái bụng này gọi là lý tưởng đó hả? Trời ơi, cái kia bự hơn nữa. Cái bự hơn mà dám khen body đẹp. Thôi, hy vọng rằng hai bạn ấy sẽ sớm gửi thiệp cưới cho mình ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem như thế nào nha. Hả mà. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Mời em ngồi. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, xin Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên Đạt Đệm Quốc, năm nay em 31 cành. Gì Đạt? Tên Đạt Đệm Quốc, gọi là Quốc Đạt. Tên Đạt Đệm Quốc, năm nay 31 cành. Giới thiệu cũng lạ quá nhỉ. 31 gì? 31 cành đó. Cành là cái gì? Là 31 tuổi chị ơi. À quên, em 30 chứ. Trời ơi, tuổi không nhớ. À thì ra 30 cành. Dạ. Đạt làm nghề gì? Dạ em là nhân viên kỹ thuật công ty thực phẩm. Cụ thể bạn làm gì? Dạ, sửa chữa những sự cố về máy móc trong dây chuyền. Quê Đạt ở đâu? Dạ em ở Thái Nguyên chị ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Chào chị Cát Tường và chào anh Quỳnh Linh. Chào quý vị khán giả. Chào em. Em tự giới thiệu, em là Lý. Năm nay em 29 mùa khoai sọ. Nhưng vẫn chưa này nọ với một ai. Sinh ra ở Hương Khê, tỉnh. Lớn lên thì Krông Bách, Đắk Lắk. Và hiện tại thì làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Ủa, nãy bạn trai mình đang làm việc ở đâu? Em ở Bình Dương luôn chị ạ. Bình Dương luôn. Dạ. 29 mùa khoai sọ. Dạ vâng. Khoai sọ là giống như củ khoai môn hả? Dạ đúng rồi chị. Ủa sao tự nhiên ta nói 29 cái xuân xanh hay là cái gì sao? Cái mùa khoai sọ là sao? Trời ơi, không nhận cặp để giới thiệu dễ thương nên là... Bên thì 30-31 cành. Bên thì khoai sọ. Em tên là Đạt, 31 cành. Bên kia em là 29 mùa khoai sọ. Trời ơi trời. Ủa 29 tuổi chưa có bạn trai hả? Dạ có rồi mà chia tay rồi chị. À chứ tưởng đâu nói chưa có mối tình nào. Chia tay bao lâu rồi em? Dạ em chia tay được 6 năm rồi chị. Wow, 6 năm nay không ai đeo đuổi hả? Dạ ế, bây giờ mới nhờ chương trình đó chị. Tại sao? Tại sao lại ế? Dạ chắc là do môi trường làm việc với có thể là do duyên cho tới nên là...
Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là thích nấu ăn, chơi thể thao giỏi. Môn gì? Môn gì cũng chơi được, bóng chuyền, cầu lông, bóng đá. Bóng đá luôn? Dạ. Bóng đá đá vị trí nào? Em tiền đạo. Tiền đạo. Dạ vâng. Đá giờ vô nhiều không? Dạ, năm cuối của đại học suýt nữa là vừa phá lưới. Ghê ha. Khuyết điểm của em là sợ tốc độ, nóng tính. Nhiều khi thì không kiềm chế được cảm xúc của mình á chị. Rồi lúc không kiềm chế được làm gì? Thì đi nói cho người khác nghe. Có nghĩa là không có giữ lại được trong trong dạ, lòng đúng, mình đúng phải đi đấy, tâm sự đúng không? Dạ đúng rồi, tức là ví dụ như là mình buồn một ai đó chẳng hạn thì mình phải nói cho người ta biết. Giống chị đó. Bạn trai, dạ. Bạn nghe những cái chia sẻ của bạn nữ bạn cảm thấy như thế nào? Dạ em thấy có cái sở thích là giống em ạ, thể thao. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hai ạ. Tại sao lại chia tay? Do em vô tâm một phần, hẹn bạn gái đi chơi nhưng mà bạn rủ đi đá banh ấy thì em lại chọn đi đá banh. Tức là vô tâm với bạn nữ là không có được đâu nha. Bạn thích đá banh hả? Dạ. Vậy là hợp bên kia rồi. Bạn đá vị trí nào? Trừ thủ môn ra. Trừ thủ môn là đá tất cả vị trí. Dạ. Bên kia là tiền đạo ha. Cũng được đấy. Bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Không quá đen. Rồi gì nữa? Chiều dài cơ thể là 1m50 trở lên. Trời ơi. Có má lũng đồng tiền với lại răng khảnh thì càng tốt. Khảnh đều hết được không? Khảnh vừa vừa đấy ạ. Vừa vừa đấy hả? Có gì nữa không em? Không thích bạn gái là lăng nhăng, lanh chanh, chanh chua, te tua. Lanh chanh, lăng nhăng, chanh chua. Em có không? Cái đó để cho bạn nam khám phá chị. Bạn thích mẫu người bạn trai như thế nào? Ga lăng một xíu, điềm đạm, biết quan tâm đến người khác. Còn về ngoại hình, em thích người như thế nào? Ngoại hình thì cũng không quan trọng lắm đâu chị. Chắc chắn ha, là sao cũng được đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi tôi qua coi. Chào chị. Chào em. Ăn mặc đẹp trai. Có phong cách. Phong cách. Cái vụ mà gì chanh chua rồi lanh chanh rồi chứ là như thế nào? Lăng nhăng ấy, em cũng gặp là có con gái lăng nhăng rồi nên em không thích. Còn lanh chanh ấy thì giống như trong mọi công việc ấy, có thể giải quyết từ từ gỡ rối vậy đó. Nhưng mà cứ dạng như tài lanh ấy, làm nhộn lên, làm hiểu mọi rồi. Việc rối đi. Còn chanh chua thì dạng như nói gì cũng như kiểu cáu gắt hay gì ấy. Trả treo đó ha. Bây giờ nếu mà được thì bao lâu nữa mình sẽ tiến tới hôn nhân? Cuối tuần. Cuối tuần nào? Cưới thì thường là cuối tuần. Nếu mà càng nhanh càng tốt. Nhà hối quá rồi. Nhà hối lắm hả? Giống như hôm về Tết họp họ ấy, hầu như cả họ ai cũng hối. Về ngoại hình bạn có đặt ra cái tiêu chí người mẫu lý tưởng của mình như thế nào không? Dạ thì em có hai cái mẫu người lý tưởng rồi. Một là giống chị vậy, nói chuyện thông minh nhá. Rồi cảm ơn em. Hai là nghệ sĩ Thu Hà. Đóng phim Hoa Ban Đỏ với lại chị biết rồi. Thu Hà Hà Nội đó chị hả? Biết rồi. Dạ, dạ. Lá ngọc cành vàng đấy. Dạ đúng rồi. Bên này cành khoai sọ em ơi. Chà, giống Thu Hà không? Rồi đến qua xem kia coi. Có giống Thu Hà không nha. Chào em. Dạ. Một mẫu đàn ông bụi bụi một chút. Một mẫu đàn ông hiện đại, sạch sẽ, trơn tru chút xíu. Em sẽ thích loài đàn ông nào? Không quan trọng, quan trọng là cái tính cách của người ta như thế nào thôi anh. Em thích một người đàn ông điềm đạm hơn một xíu. Bên đây là có rồi đó, rất là điềm đạm. Nếu mà làm dâu được không? Dạ được ạ. Về Thái Nguyên làm dâu. Với điều kiện là người đó phải lo được công việc cho em. Lo được là về thôi ha. Dạ vâng. Rồi vậy đơn giản. Bây giờ em nghe hết rồi đó ha. Dạ. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ em đi với chị của em và các đồng nghiệp của em ạ. Dạ em chào chị Cát Tường và chào anh Quỳnh Linh và quý vị khán giả. Em là chị họ của Lý. Qua vài phút ban đầu thì mình cũng không thể nhìn hết được một con người là thế nào. Nhưng mà em nghĩ là có thể là hai bạn cũng không có hợp nhau lắm. Và em mong là Lý sẽ suy nghĩ kỹ trước khi bấm nút. Không hợp là không hợp chỗ nào em? Dạ, bạn nam bên này thì không thích một người lanh chanh đúng không ạ? Và em thì nghĩ là Lý thì vẫn còn có một đôi chút tính cách nó trẻ con. Thì có thể là sẽ không hợp với bạn bên này. Rồi. Ý kiến của gia đình bạn Đạt thì sao? Bạn đi với ai? Dạ em đi với lại các anh chị đồng nghiệp. Chào anh Kiên Ninh, chào chị Cát Tường và toàn thể khán giả trong trường quay. Mình tên là Hải, là một người anh cũng là một người bạn chơi với nhau được gần 10 năm. Thì theo nhận xét thì mình cũng có một chút tương đồng về cái phong cách, gọi như là hai bạn đều là người mà đam mê thể thao. Thì về cái đấy thì mình cũng cảm thấy là người hợp nhau.
Còn về tính cách hơn thì có lẽ là để hai người dành thời gian để tìm hiểu nhau hơn thì mới hiểu được. Rồi, cảm ơn bạn. Kéo màn lên, hai người sẽ có thời gian gặp gỡ để trao đổi kỹ hơn nha. Anh có món quà, cuốn sách anh rất thích và đây là trà do gia đình anh tự. Trà Thái Nguyên đúng không bạn? Dạ, Thái đi Thái lại vẫn còn nguyên ạ. Trà Thái đi Thái lại vẫn còn nguyên. Rồi cuốn sách gì vậy? Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm. Thấy hay rồi em tặng. Thế giới bạn rất rộng lớn. Hai bạn trò chuyện với nhưng nhau đi. Nhưng ở đây thì thế giới nó rất là nhỏ. Hai bạn có thể thoải mái nói chuyện với nhau. Anh trong bữa ăn á, anh thường thích ăn những món gì nhất? Thường thì anh thích ăn nhiều món lắm. Cứ món của người thân mà nấu cho ăn là thích rồi. Hồi nãy em có nói là em làm công việc gì nhỉ? Em là giáo viên. Giáo viên tiểu học. Tiểu học. Dạ. Em nói là xin được công việc ở Thái Nguyên thì ok đúng không? Dạ. Thì cái đó thì anh nghĩ là anh làm được. Vậy ý anh là về Thái Nguyên con điểm của anh ấy thì không nhất thiết là phải về Thái Nguyên, mà ở đâu đất lành chim đậu vậy thôi. Bây giờ mình nói chuyện, mình suy nghĩ gì người đối diện và tim mình có đập hay không, có thích người đối diện hay không, nói hết cho bạn gái biết đi. Nãy giờ tim anh cũng đập vui lắm. Thỉnh thỉnh thì anh thấy ai cũng hứa là sẽ yêu em hết cuộc đời, chăm lo em hết cuộc đời. Còn anh không hứa được như thế. Anh chỉ hứa yêu em được đến khoảng 90 tuổi, chăm lo em được đến 90 tuổi thôi. Và hy vọng là em cho anh một cái cơ hội để chúng mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh muốn ôm em vào lòng, đặt lên môi nụ hôn thần tiên. Anh muốn ôm em khi cách xa, người ơi có anh và em. Dù thế giới có ai gian dối ai thì tình anh vẫn luôn trao nguyên vẹn. Dù thế giới có vật đổi sao rời thì tình anh chỉ trao em mà thôi. Người yêu ơi xin em hãy lắng nghe lời yêu thương trao dâng trong tim mình. Đừng lo lắng khi em đang có anh, anh chỉ yêu mãi riêng em mà thôi. Bạn gái, hãy nói suy nghĩ của mình ngay lúc này. Nói chung là lúc nãy giờ thì khi chưa gặp mặt thì em có cảm giác như là không có được là ưng với cái suy nghĩ của em. Nhưng mà không hiểu sao khi nghe xong cái bài hát thì em đã rất là xúc động. Cảm ơn em. Hiện nay trong đầu em nghĩ gì về chàng trai này? Thì giống như anh nói là không có hứa, nhưng mà nếu như anh chỉ cần hành động thôi thì như vậy là đủ rồi. Hãy để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Nó chỉ có 3 tiếng đếm nhưng mà lại giây phút để chúng ta lắng nghe được nhịp đập trái tim của mình, cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình và cảm nhận đối phương có thể đi cùng ta đến suốt cuộc đời hay không. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Một cô gái rất là nhạy cảm. Tôi nghĩ rằng những giọt nước mắt có thể rơi xuống và các bạn sẽ nhớ những giọt nước mắt này. Nắm tay nhau đi bạn. Nào hãy nhìn thẳng vào mắt nhau. Hãy đi xem phim để cảm nhận tình yêu nó lãng mạn như thế nào. Gái hút chết đó anh. Thì em chỉ dính vô cái vụ gái thôi. Em không thích những anh mà có bụng bia một tí. Em thích nhất là cái mấy anh mà có nụ cười nhìn nó có duyên á. Người ta kêu là nụ cười tỏa nắng á. Nhìn cười cái là thấy yêu thương liền. Một trăm dịch trẻ đi đăng ta kêu tập 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 tập. Nhi Mai. Dạ. Nhi Mai yêu mẹ không? Yêu. Thương mẹ không? Thương. Không cái đi. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời anh ngồi.
Xin mời nhà gái. Bây giờ thì có bạn gái bên kia rồi, bạn trai bên đây. Mình giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Mời em trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào bạn gái cùng tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Huỳnh Tấn Thành, năm nay 40 tuổi. Em đang làm việc cho công ty Mitsubishi Electric Việt Nam và đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy Thành? Dạ, em ở quận 8 anh. À. Rồi, mời em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào anh bên kia. Dạ, em tên là Ngô Thị Loa, hiện là em 33 tuổi. Em quê ở Bến Tre nhưng mà em cũng sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là mẹ đơn thân của bé trai 4 tuổi, nhóc của em ở dưới quê. Em ở trên đây với chị gái. Còn em làm trong ngành nào? Em phụ giúp với chị của em. Chị em có mở một cái xưởng nhựa phế liệu nhỏ nhỏ. Hai chị em làm. Rồi em nói luôn về cái ưu khuyết điểm của mình đi. Em biết nấu ăn biết hát một xíu, với lại thích hài hước nên cũng biết kể chuyện cười. Còn nhược điểm thì em hơi nóng tính, rất là cố chấp. Như là cái chuyện gì mà bản thân em thấy đúng hay là em muốn đeo đuổi là cũng kiên trì lắm. Thấy đúng là phải làm cho bằng được đúng không? Dạ. Bên bạn trai nghe chưa ạ? Dạ nghe chị. Em trai có ưu khuyết điểm gì? Mình đi làm hay là có cuộc hẹn gì với bạn bè thì em luôn đúng giờ. Là và tốt. Thậm chí là đi sớm hơn nữa. Tại vì em thích là mình thích chờ người ta hơn là để người ta chờ mình. Hay quá. Thứ hai nữa là em có cái tính trung thực, có sao là em nói vậy. Không biết mua mẹo giống như những người khác vậy. Vậy là tốt quá chứ. Tứ đổ tường thì em chỉ dính có một cái thôi. Là gì? Tứ đổ tường người ta hay nói là cờ bạc, rượu, chè, trai, gái, hút chích anh. Thì em chỉ dính vô cái vụ gái thôi. Có nghĩa là thì em muốn vợ thì em mới lên đây em kiếm bạn gái để em lấy vợ chứ. Trời giật mình. Đường tình duyên em sao rồi? Hồi đó giờ em trải qua được 3 mối tình. Thì trước khi kết hôn, trong khi kết hôn và sau khi ly dị. Ủa là sao? Dạ, là con đời vợ khi... rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em đã có một đời vợ và đã ly dị rồi. Có con chưa? Dạ có một bé gái năm nay 10 tuổi và đang ở bên ngoại. Dạ em ly dị hồi tháng 2 năm 2016 đến nay. Cũng 5 năm rồi ha. Dạ. Nhưng mà sau đó là có một mối tình mà đúng không? Dạ có một mối tình là do em đi công tác ở Hà Nội đó chị. Thì cũng cái kiểu là cũng tâm đầu ý hợp lắm. Nhưng mà do bạn gái đó là yêu cầu là mình phải đi ra ngoài đó ở rể á. Cái như là hỏi ý kiến mình thôi. Nhưng mà em cảm thấy là không có được. Còn mình thì có mấy mối tình cơ, ngoài cái cuộc hôn nhân ra? Dạ nếu tính là chính thức là có 2 mối tình ạ. Một mối tình là lúc học cấp 3 là cảm nắng ạ. Là khoảng 1 năm ạ. Còn mối tình với ba của nhóc em là 12 năm ạ. 12 năm tính luôn cả cái ngày mà về ở với nhau luôn đó là 12 dạ, năm. Dạ tính từ lúc mà tụi em quen xong cho rồi đến lúc lấy cũng, nhau. Dạ lấy nhau rồi sinh nhóc. Lý do sao chia tay cưng? Cũng có thể nói là sao mà cách lòng. Năm 2007 là tụi em mới chính thức là tìm hiểu với lại yêu nhau. Xong rồi năm 2011 là anh ấy đi xuất khẩu lao động. Nhưng mà lúc đó vẫn còn giữ liên lạc, vẫn còn bình thường. Tới năm 2014 thì anh ấy về rồi em với anh ấy cưới. Cưới xong thì anh ấy đi trở qua bên đó. Tại vì đi 5 năm. Cho nên là đi trở qua bên đó lần nữa là tụi em mất liên lạc. Nhưng mà lúc đó thì cái kiểu như nãy em nói thì em cũng cố chấp á, cho nên là vẫn đợi. Là trong nguyên năm 2015 là anh ấy không liên lạc về. Tới năm 2016 thì là lúc anh ấy đi về luôn, là dự định là ở Việt Nam luôn để hai đứa kiếm công việc gì làm hoặc là xây dựng cái sự nghiệp. Xong rồi em mới quyết định là sanh nhóc em là năm 2017. Rồi sau đó rồi cái anh ấy móc nối với bạn bè gì bên đó để mà đi lại lần nữa, là không nói cho em và gia đình biết. Tới khi mà ở bên chỗ bên Bộ Lao động nó gửi giấy báo trúng tuyển về là anh ấy đi lần hai. Lúc qua thì vẫn gọi về hỏi thăm mẹ con bình thường, tại vì lúc đi là nhóc của em được tháng mấy á. Xong rồi sau đó thì em phát hiện là anh có mối quan hệ ngoài luồng. Nghĩa là mất liên lạc luôn. Dạ. Và lạc lòng luôn. Dạ. Đúng không? Bây giờ dạ. Con em nhiêu tuổi rồi em? Dạ con em được 4 tuổi ạ. 4 tuổi rồi hả? Cái là ba nó đi từ lúc thằng nhỏ mới có 1 tháng đó. Bây giờ ở với ai? Dạ ở với ông bà ngoại với quê ạ. À với quê hả? Bến Tre đó hả? Dạ đúng rồi. Bỏ qua những chuyện cũ đi. Mình cũng không phân tích ai đúng ai sai cả. Có thể là duyên cũng hết rồi.
Bây giờ mình đi tìm một cái duyên mới nào. Em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình với tiêu chí, với mẫu hình như thế nào? Cao khoảng 1m5 cho đến 1m55. Dáng người không gầy quá cũng không mập quá. Có gương mặt khả ái. Mình dòm cái mình thích liền á. Chỉ mình dòm cái bị sắc đánh liền á. Thật ra đó, nếu mà mình nhìn mình thích liền chắc cũng chưa tới mình đâu. Chị qua chị coi cái nha. Cái nhiều người nói, ôi tôi nhìn ai mà thấy thích liền là có người khác thích rồi. Thành ra cái này khó lắm nha. Chị rất mong là cái hàng rào này kéo ra một cái em gặp là em thích liền. Dạ, bị chị cũng hy vọng là như vậy liền luôn á. Bây giờ để chị hỏi bên đàn gái chị coi cái mẫu người lý tưởng như thế nào nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ mẫu người của em thì trước hết là em không thích những anh mà có bụng bia tí, với lại mà em sợ rất là khói thuốc cho nên không thích những anh hút thuốc lá. Cao thì khoảng cỡ em trở lên là khoảng 1m7 là được ạ. Em mét nhiêu? Dạ em 1m65 ạ. Em có hút thuốc uống bia không? Dạ không ạ. Không có, bên này không có hút thuốc uống bia, bụng cũng ngon. Dạ. Rồi chào em gái. Ông mới. Dạ em nhanh lên. Em thích nhất là cái mấy anh mà có nụ cười nhìn nó có duyên á. Người ta kêu là nụ cười tỏa nắng á. Nhìn cười cái là thấy thương liền, thấy thiện cảm liền. Ví dụ như cái hình mẫu lý tưởng á, cái hình mẫu em có một cái hình mẫu lý tưởng hả? Dạ anh Quyền Linh là em thích cái tính của anh Quyền Linh là mẫu đàn ông của gia đình. Còn cái ngoại hình anh Quyền Linh cũng hơi có bụng. Ủa này hết bụng rồi. Chút xíu em mở ra ngoài ra, này hết bụng rồi. Bữa nay ngon lành rồi. Dạ. Chị cũng hy vọng là khi mà cái rào kéo ra là tụi em nhìn thấy nhau là tụi em sẽ có cảm tình. Thôi bây giờ cho hai người gặp mặt đi. Đúng ha. Rồi, vậy thôi đi. Để coi cảm nhận nhìn nhau thế nào. Coi có bụng bia hay không nha. Mở rào. Bắt đầu đi em. Dạ em chào anh. Dạ em tặng anh không ạ? Anh cảm ơn. Em tặng cho anh cây bút ạ, để anh viết tiếp những chặng đường còn lại của cuộc đời anh. Dạ, mong là anh sẽ có tên em trong đó. Cây bút có chữ mộc thì cái này trùng mạng với anh. Dạ em cũng mạng mộc ạ. Dạ. Mộc anh gặp mộc và cũng tặng em. Dạ em cảm ơn. Dạ. Mở ra luôn cưng, khám phá liền. Dạ anh như là quần áo. Dạ cái món quà này là một chiếc váy chống nắng, một chiếc áo khoác và một cái áo mưa. Chỉ cần em ở hậu phương động viên anh thì cả cuộc đời của em anh sẽ không để em phải dãi nắng dầm mưa. Dạ, ôi hay quá. Hay quá. Rồi hay về vị trí quá. Đi các bạn. Anh bỏ xuống đây. Em cho anh hỏi thăm là hồi nãy em nói là em thích bạn nam cao 1m7 á. Dạ. Thì anh có 1m63 thôi, em có ngại gì không? Dạ em đặt cái tiêu chuẩn đầu tiên đó là nhìn có cảm tình thì có cảm tình thì em được hết. Thì lúc nãy là anh cũng nói là anh thích một bạn gái có gương mặt khả ái á, nhìn thích liền á. Dạ. Là hiện tại anh cũng đang có cảm giác đó. Dạ cảm ơn anh. Dạ tốt rồi ha. Thì em thấy anh có bụng bia. Dạ không ạ. Trời cái tuổi 40 mà phọt vậy là quá ngon rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Đúng dạ. Không em? Quan điểm về hôn nhân gia đình mỗi bạn như thế nào? Khi mà đã tiến tới lập gia đình á thì anh quan trọng là gia đình phải là trên hết. Dạ. Còn bạn bè chỉ là thứ hai thôi. Rồi cái anh mong muốn bạn gái nữa là có cái chuyện gì đó, ví dụ như buồn, vui, giận gì đó thì cứ việc nói thẳng với anh. Anh không thích mà để trong lòng. Tự đoán ha anh? Không thích kiểu tự đoán. Anh không thích cái kiểu tự đoán. Tại vì phụ nữ thì cũng hơi khó hiểu á. Nhiều khi mình đoán nhầm á. Dạ. Cũng không tốt nữa. Dạ. Quan điểm của em thì cũng giống như mà câu em ghi trên cái hộp bút á. Là nếu mà mình không thể chấp nhận quá khứ của ai á, thì mình đừng có yêu thương người ta. Tại vì ai cũng có quá khứ hết. Và cái thứ hai nữa là nếu mà mình không chấp nhận được tật xấu của ai đó thì cũng đừng thương người ta. Tại mà làm người chẳng có ai hoàn hảo hết. Nếu mà hẹn hò thì anh có thể chạy xuống em được. Dạ. Anh cũng không muốn em tự dưới chạy lên đây. Dạ không sao thì cái đó em thấy cũng bình thường. Nếu mà yêu thương nhau rồi thì nam nữ bình đẳng. Anh không đi được, em đi tới cũng được. Nhưng mà trên đoạn đường đó thì nó có nhiều chuyện không như ý của mình ở trên đoạn đường á. Nên tốt nhất là anh đi xuống dưới. Lo xa thế chưa? Kế hoạch của anh là trong năm sau anh sẽ tiến hành sửa nhà lại. Dạ. Sau đó đón con gái anh về. Và sau đó sẽ tiến hành kết hôn. Nếu mà đứa trai đứa gái dồn vô chung nhà được không em trai? Dạ được, không thành vấn đề.
Dạ. Có nếp có tẻ rồi ha. Đầy đủ luôn. Thay đổi cái hoạch sửa nhà của em là tí xíu. Sửa nhiều hơn, sửa rộng hơn, thêm phòng. Không, thêm phòng nữa dạ. À đúng rồi, em có thể làm dâu được không? Dạ, cái chuyện đó thì em không ngại à. Em có thể làm dâu được thì cũng không giỏi lắm nhưng mà cũng có thể quán xuyến việc nhà được ạ. Thật ra anh hỏi là để cho biết, chứ cái việc làm dâu thì anh nghĩ là mẹ anh thì anh sẽ chăm sóc, còn em phụ anh được thì anh quý em hơn nè. Dạ. Còn em phụ anh được thì anh quý em hơn nè. Dễ thương quá ha. Bạn trai có thể hát tặng bạn gái một đoạn bài hát nào đó mà bạn thích. À, vậy thì em xin tặng bạn gái một đoạn trong cái bài là Cưới Nhau Đi. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một lời, cưới anh đi, để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều, và yêu như chưa từng yêu. Hỡi em yêu, anh cũng muốn nói một lời, cưới nhau nhà, vì anh chỉ cần em thôi. Yêu em mất rồi, chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Hay. Thiệt là lắng lặng hay lời muốn nói. Bây giờ trước khi các bạn đưa đến quyết định thì chúng tôi sẽ cho các bạn nghe ý kiến của người thân. Tụi con cũng xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Tụi con là cháu của cậu Tấn Thành. Nay cậu con có tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tụi con cũng mong là cậu sẽ tìm được nửa kia cho riêng mình để cùng cậu san sẻ cho cuộc sống sau này. Nay tụi con cũng xin cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rất nhiều ạ. Một trăm dịch trẻ đi tranh thả chiều tập 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 còn như hấp bì bà bì bốn chúc trên trời ai đi tranh to đồ giỏi như mai. Dạ. Nhớ yêu mẹ không? Yêu, yêu. Thương mẹ không? Thương. Hôn cái đi. Trời đất ơi, dễ thương quá à. Con trai đẹp trai quá à. Thì ra anh có một cái lời gửi đến em là anh cũng thuộc người chung thủy. Cái thời gian em ở bên anh được bao lâu thì anh sẽ cần một cái khoảng thời gian đó để có thể quên em. Vì thế mà em ở bên anh càng lâu thì anh sẽ càng lâu quên em. Trời ơi, hay trời quá ơi. Rồi, quá đáng thương. Nãy giờ bạn có mấy cái điều mà những cái câu nói mà gọi là đi vào lòng người luôn đó nha. Câu này hơi bị hay đó. The Great Wave. Toshiba. Quyết định bấm hay không là quyền của các bạn. Chúng ta chỉ chờ đợi xem cô gái nói gì từ trái tim cô ấy. Nếu trái tim mình rung động, mình bấm ngay. Nếu không, chúng ta không cần bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm đều luôn á, Linh ơi. Rồi, chúc mừng hai bạn. Bây giờ chúng ta có thể nắm tay chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Ha. Hiện nay trong lòng của em gái thấy thế nào? À, dạ, chắc là tìm được đúng người rồi ạ. Đúng người rồi. Dạ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioi, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. WeWeCool, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan, tốt cho sức khỏe. Sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm, ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy tay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không gỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động, cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Rồi, nha. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Hai đứa cảm ơn chương trình ạ. Chương trình. Rồi, đi hướng này cưng. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai xem họ có bấm nút hay không quý vị nha. Bắt đầu. Dạ, một người bạn gái tính tình hòa đồng, hiền lành, lễ phép, thân hình thì không cần cao quá mà cũng không mập quá, mà con cực kỳ ghét người gầy.
Tại có cái lý do là ngày xưa mẹ con còn sống á, cái bị bệnh phổi mà người rất là gầy. Bây giờ con ở với ai? Lâu rồi ha? Dạ con ở một mình thôi, con làm và ở lại cơ quan luôn. Ba con thì ở với lại mẹ mới. Nhà mấy anh em? Dạ nhà ba anh em, một anh trai và một em gái. Thì anh trai và em gái rồi lập gia đình hết rồi. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Anh trai giới thiệu về mình đi. Chào. Em đầu tiên em xin phép chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và dạ, bạn gái bên kia và khán giả đang xem đài. Em tên là Nguyễn Xuân Đông, năm nay 30 tuổi. Em đang làm việc và công tác tại xí nghiệp Toa Xe Sài Gòn. Em làm công việc chính là thợ điện. Là quận nào, ở quận nào? Dạ em làm ở quận 3. Còn em? Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam. Em tên là Lê Thị Thùy Tâm, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm kiến trúc sư ở quận 7. 30 tuổi rồi á hả? Dạ. Mà nhìn bé xíu xìu xiu luôn á, chị tưởng em có hai mấy à? Dạ, do em hơi thấp á chị, nên là mọi người đều sẽ có cảm giác như vậy. Hai em là bằng tuổi nhau luôn đó. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì Sơn Đông? Dạ, ưu điểm con là đa phần tất cả các công việc gì ở trong gia đình làm được hết. Rồi tôi thích làm những công việc liên quan đến cái ngành nghề của mình, là sửa chữa đồ và đồ trong nhà, đồ điện trong nhà. Con tính tình thì hòa đồng, thoải mái trong mọi công việc. Có cái khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm thì có, chắc có là con hút thuốc. Hút thuốc nhiều không? Dạ cũng ít ạ. Ít ha? Dạ. Rồi hút ít lại càng không hút thì càng tốt luôn. Rồi còn bé nè. Điểm mạnh của con là thẳng thắn, thật thà, hòa đồng, thân thiện. Còn có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu của con cũng là thật thà với thẳng thắn. Tại vì đôi khi thẳng quá nên là nó cũng dở trong một số tình huống nhất định. Đôi khi bị mất lòng đúng không? Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì con nấu ăn không được ngon cho lắm. Dạ. Ngoại hình cũng không xinh lắm. Con nghĩ đó là những cái điểm yếu của con. Vậy là giờ con có mấy mối tình rồi, con khai luôn nè. Trước giờ thì con có 3 mối tình rồi. 3 mối tình? Dạ, nhưng mà đều là thời học sinh. Mối tình gần nhất là cách đây 12 năm rồi. Cách đây 12 năm? Dạ. Quen được bao nhiêu năm? Dạ, quen nhau 3 năm, quen từ thời lớp 12 cho tới khi con đang học đại học năm thứ 3. Thì tụi con chia tay do là yêu nhau xa. Đi xa phải không? Dạ. Xong rồi con xuống đây học đại học, còn bạn ấy thì ở trên quê. Rồi lâu ngày thì cái tình cảm nó cũng nhạt dần. Xong rồi tụi con chia tay vui vẻ hòa bình rồi ạ. Quê con ở đâu? Dạ quê con ở Đắk Lắk. Ở Đắk Lắk phải không? Dạ. Nay là 12 năm độc thân luôn đó. Dạ. Quá trời ơi, đất ở không 12 năm luôn. Còn Sơn Đông sao? Dạ con mối tình chính thức là chỉ có một mối tình chính thức thôi. Cách đây cũng 2 năm rồi, kết thúc 2 năm rồi. Lý do chia tay thì là đợt đó mới đi làm, mình không có nhiều kinh tế để lo cho cuộc sống của người ta, mà người ta cũng bằng tuổi. Rồi người ta nghĩ đến cái chuyện sống khổ sở thì người ta sẽ tìm lý do người ta chia tay. Mình yêu nhau mấy năm rồi? Dạ yêu nhau 2 năm. 2 năm rồi, chia tay cũng 2 năm nay rồi. Dạ. Thôi, bên giờ đây thì ta tới 12 năm lận đó nghe. Bây giờ Tâm có cái mong muốn gì, cái mẫu hình gì của cái người bạn trai của mình? Dạ mẫu hình bạn nam của con là gầy, không... Cô coi nha, con cứ nói từng chi tiết một, từng vế một, cô coi coi bạn bên này sao nha. Gầy nè, gầy có gầy xuống rồi đó. Chào con, gầy nha. Rồi, còn gì nữa con? Không bụng bia. Không dạ. Bụng. Rồi. Không gia trưởng. Con có gia trưởng không Sơn? Dạ con cực kỳ ghét người gia trưởng ạ. Con ghét gia trưởng đúng không? Ghét cả nữ cũng gia trưởng. Không đó. Không có kiểu xu hướng áp đặt người khác ấy. Tức là không gia trưởng rồi ghét. Dạ. Lắm. Sơn Đông ghét gia trưởng lắm. Dạ. Rồi gì nữa? Vậy là được rồi. Con muốn cao bao nhiêu nè? Dạ cao hơn con thì chắc là gần như hơn nửa thế giới này là cao hơn con rồi. Rồi vậy là bỏ vấn đề chiều cao. Dạ. Đúng không? Nước da sao nè? Nước da thì bình thường thôi ạ. Có sao cần trắng như con không? Dạ không. Không cần phải không? Dạ. Rồi có cần đẹp trai không, như chú Quyền Linh không? Đẹp trai như chú Quyền Linh là được rồi ạ. Là số 1 luôn đúng không? Dạ. Trời ơi
đẹp trai hơn. Tôi thấy là bạn bên đây là có những cái yếu tố đầy đủ mà bạn gái yêu cầu nha. Được chưa? Hỏi bên ông đi, coi bên tôi làm sao. Mình muốn có người yêu như thế nào? Dạ, một người bạn gái tính tình hòa đồng, hiền lành, lễ phép. Thân hình thì không cần cao quá mà cũng không mập quá. Mà con cực kỳ ghét người gầy. Tại có cái lý do là ngày xưa mẹ con còn sống á, cái bị bệnh phổi mà người rất là gầy. Con sợ, con bị ám ảnh đến giờ. Đúng rồi, con người rất sợ người phụ nữ gầy. Mẹ con mất lâu chưa? Dạ mẹ con mất từ năm 2015. Bây giờ con ở với ai? Dạ con ở một mình thôi, con làm và ở lại cơ quan luôn. Ba con thì ở với lại mẹ mới. Nhà mấy anh em? Dạ nhà ba anh em, một anh trai và một em gái. Thì anh trai và em gái là lập gia đình hết rồi. Bây giờ còn mình còn con mình làm ở trong đường sắt, mình ăn mình làm trong đó luôn, ít ra ngoài, không tiếp xúc với ai thì cũng không kiếm được người bạn. Rồi. Con có sợ bạn gái giỏi không? Chứ con bé bên đây sao cô thấy nó giỏi quá. Dạ giỏi con không sợ. Con không sợ, dữ sợ dữ thôi đúng không? Thấy nó cũng không có dữ con ơi. Để coi có dữ không, đi qua coi thằng gái sao. Thôi, thằng gái lên. Đâu có dữ đâu. Mặt dễ thương mà trắng dễ trẻo. Khoảng bao lâu thì đàn trai có thể bước tới bên đàn gái được? Dạ, con nghĩ cái đó là tùy theo cái tìm hiểu giữa hai người á. Rồi tùy theo hai người cảm thấy là có phù hợp hay không. Ý là con không có quan trọng cái chuyện thời gian. Khoảng năm cho nó gọn càng đi ha. Càng năm càng tốt. Dạ. Con có bướng không? Thật ra thì con cũng không biết nữa, nhưng mà chắc là con cũng có ly á. Tại con vì ly làm trong ngành kiến trúc này thì cũng sẽ có một chút cái tôi. Thường là cá mấy tính. Nữ kiến trúc sư là cá gọi là cá tính á. Đôi khi tụi con phải giữ chính kiến của mình. Đúng, chính xác là như thế. Rồi, bây giờ thì hai bên sẽ gặp mặt để cùng trao đổi coi sao rồi mình quyết định nha. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi đâu? Chào em ạ. Chào anh. Nhân lần đầu gặp mặt em có món quà nhỏ tặng cho anh để làm kỷ niệm. Anh cũng có món quà là lần đầu gặp mặt tặng cho em một bó hoa và một cuốn sách ha. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Đây, bây giờ vậy nè, con bỏ hoa đây xong rồi hai đứa sẽ mở khui quà ra. Đây, anh tặng cho em cuốn sách này có tựa đề là Anh là chàng rể, em là cô dâu. Cũng mong là sau qua chương trình này thì anh và em có cái duyên và đến được với nhau thì cũng không cần thời gian nhiều đâu. Đối với anh thì nếu mà hợp nhau á, hết dịch cái là tiến tới hôn nhân cũng được. Cưới luôn. Dạ, cưới luôn. Em cảm ơn món quà của anh. Còn em tặng anh là cuốn lịch, nó bằng gỗ. Anh có thể dùng để trang trí cái bàn. Em để ngày hôm nay để hy vọng là nếu như hai đứa có thành cặp thì anh sẽ nhớ được cái ngày kỷ niệm lần đầu gặp mặt ngày hôm nay. Anh cảm ơn em nha. Rồi, thì thôi cho các bạn. Cảm nhận về nhau đi. Cảm nhận em lần đầu em gặp anh thấy thế nào? Em thấy anh có vị nam tính, chín chắn. Ấn tượng của anh lần đầu về em như thế nào? Có dữ không? Có vẻ hơi khó tính rồi em. Sao anh lại hỏi em? Tự nhìn có vẻ mà hơi khó tính. À vậy hả? Nhưng mà cảm giác thì rất là thích. Dễ thương không? Dễ thương, dễ người, thương, cực kỳ người dễ thương. Tròn tròn dễ thương á hả? Dạ. Đúng mẫu người con thích đó cô Vân. Tại vậy vì không gầy. Ừ. Em quan điểm thế nào về tình cuộc sống hôn nhân ra? Quan điểm của em về hôn nhân là học cách tôn trọng, chấp nhận lẫn nhau. Tại vì không ai là hoàn hảo hết. Chắc chắn là mình sẽ có khuyết điểm riêng của mỗi người. Vấn đề là mình phải học được cách chấp nhận cái khuyết điểm đó thôi. Chứ em nghĩ sửa thì khó lắm. Quan điểm của anh cũng đồng tên với là quan điểm của em là như là không ai ép buộc ai cái gì. Cuộc sống với nhau thì để cho nhau được cái tự do, thoải mái. Tại vì con người anh là người thích tự do và anh thích đi phượt lắm. Một mình có thể đi phượt xa, chuyến xa nhất là đi từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, đi xe máy. Wow. Đi một mình thôi. Con có thích không? Con thích nói cho anh nghe. Con thích đi du lịch và đồng thời con thích thể thao nữa. Em thì hơi nam tính một xíu, thành ra bạn bè nó hay chọc là đàn ông ấy chứ không phải phụ nữ. Do là cá tính của em cũng hơi ấy, em thích đá banh hoặc là chơi cờ hoặc là những môn thể thao như bóng rổ rồi đó. Thì anh có sở thích về những cái môn đó không? Anh thì 5 năm đại học của anh là anh đi đá banh.
Còn ồ, chơi cờ tướng thì cũng chơi nhiều lắm. Hai chồng rủ nhau đi đá banh vui rồi nha. Anh thích gái tóc dài hay tóc ngắn? Đối với anh tóc ngắn hay tóc dài cũng không quan trọng đâu. Miễn nhìn người đó gọn gàng là được. Anh nói là anh làm trong đường sắt như vậy thì cũng khá bận đúng không? Đúng rồi. Làm trong đường sắt thì nó sẽ có thời gian trực ban và thời gian làm về hành giờ hành chánh. Thì ngày nào mà làm trực thì sẽ hết tàu mới về. Còn những đa phần những ngày lễ hay là những ngày mà cao điểm như là hè và Tết đó, thì hầu như đã không về nhà. Em chỉ giả dụ thôi nha, nếu như vậy thì giả dụ như sau chương trình em với anh hẹn hò thì anh sẽ làm sao để sắp xếp thời gian để hai đứa có thể gặp mặt. Ngoài thời gian công việc thì anh sẽ dành hết thời gian đó còn lại của anh cho em nếu mà mình hẹn hò. Con có muốn tặng bạn nữ một bài hát nào không? Dạ, anh tặng em bài hát Ánh Nắng của anh, của Đức Phúc. Từ bao lâu nay anh vẫn mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay, ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Phút giây trao tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, là nghe những tâm tư này. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh sẽ nói, là em đẹp nhất khi em cười. Hay quá. Rồi, bây giờ trước khi hai em bấm nút thì chúng ta nghe một vài ý kiến của bạn bè người thân nha. Chào hai MC trong trường quay cùng mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Tôi là mẹ của cháu Đông. Thay vì hôm nay là tôi cũng lên chương trình, tham gia chương trình, nhưng mà vì là dịch bệnh này tôi không đi được, thì tôi cũng có mấy lời nhắn nhủ tới các cháu. Tôi cũng qua chương trình hẹn hò này, tôi mong muốn hai MC là tác hợp cho các cháu để các cháu nên duyên. Cái bên gia đình tôi thì không có khó khăn hay là gì, có ý kiến gì nhiều, chỉ mong người bạn gái của cháu là một người phụ nữ biết cư xử với gia đình, biết kính trên nhường dưới và hòa đồng với mọi người. Cô chưa biết cho bạn gái bên kia như thế nào, nhưng mà qua chương trình này thì cô cũng mong muốn là các cháu đến với nhau, nếu mà thấy mà cảm thấy hợp ấy thì cũng cho nhau cái cơ hội để đi đến tìm hiểu rồi tiến xa hơn nữa, để chúng ta còn về chung một nhà chứ. Đông ơi, con xem là nếu như mà bạn gái con thấy là được á thì con cũng cho nhau một cơ hội để tiến tới hôn nhân nhá. Mẹ mong là như vậy đấy. Trước hết em xin gửi lời chào đến các anh chị dẫn chương trình bên đàn trai và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình và muốn hẹn hò. Em là Oanh, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em và Tâm đã làm bạn được gần 14 năm rồi. Về tính cách thì Tâm là một người ấm áp, tốt bụng và thích giúp đỡ mọi người xung quanh. Em nghĩ là đến với chương trình này, cả Tâm và bạn Nam đều mong muốn tìm được một nửa của mình sau một thời gian dài tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc gia đình. Nên em mong là cả Tâm và bạn Nam đều cởi mở hết mức có thể để đôi bên được hiểu nhau hơn. Mình chúc hai bạn sẽ có được một quyết định sáng suốt và tìm được một nửa phù hợp cho mình nha. Rồi, bây giờ trước khi cô ấy bấm nút thì Đông hãy nói tất cả những cảm xúc của mình về người đối diện. Mình nghĩ sao mình nói như vậy? Anh thấy em thật là một cô gái rất là dễ thương. Ngay từ lúc vừa mén màn ra, anh đã có cảm giác hồi hộp rồi, tim đập nhanh rồi khi nhìn thấy em. Người em mũm mĩm đúng với lại cái sở thích của anh. Anh rất thích con gái mũm mĩm, rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Rồi có dặn dò em là nhớ bấm nút không? Dạ, cái đó là do trái tim em mách bảo thôi. Rồi, ok. Rồi. The Great Wave. Toshiba. Chúng ta để tay nút bấm đi, chuẩn bị đưa ra quyết định của mình. Bấm hay không là quyền của các bạn. Bấm là đưa chúng ta đến yêu thương, bấm là đưa chúng ta đến hạnh phúc. Còn chúng ta cảm giác rằng chưa hợp với mình, chưa rung động, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm, 1, đồng nó bấm 2, rồi. 3. Rồi. Bây giờ chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau.
nắm tay nhau nào. Hai đứa nắm tay, đồng nó rất là rứt khoát, ngồi xuống là bấm liền. Hãy kết hợp để nuôi dưỡng cái mối tình này cho nó đẹp nha. Yeah. Rồi bây giờ mình nhận quà đã rồi mình mới về được nha. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioi, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Wewekun, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan, tốt cho sức khỏe. Sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm, ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không gỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động. Cối xay bằng nhựa an toàn, không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Hai đứa xuống tiếp tục nói chuyện đi. Rồi, đêm nay đi. Rồi. Chúng tôi cũng cảm ơn quý vị đã ủng hộ chúng tôi. Cho dù mùa dịch nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng để đi tìm một nửa mảnh ghép của ai đó đang ở trong cuộc đời này để họ có thể hạnh phúc. Chúc quý vị sẽ vượt qua đại dịch một cách tuyệt vời. Hãy đoàn kết, yêu thương nhau quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Chương trình phát sóng vào lúc 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Nếu trái tim mình rung động, mình bấm ngay. Nếu không, chúng ta không cần bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm đều luôn á, Linh ơi. Rồi, chúc mừng hai bạn. Bây giờ chúng ta có thể nắm tay chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Ha. Họ có cảm xúc thì họ sẽ không giấu trong lòng, tại vì anh cũng là người sống ở tâm rồi. Nhưng mà anh thì một người sống ở tâm giống anh thì nó sẽ không có cái chuyện là trao đổi qua lại cái chuyện. Thì anh thích một người phụ nữ mà khi mà họ giận hay là họ vui hoặc buồn thì họ có thể nói ra để cho mình biết. Nhiều khi mình làm lỡ cái gì đó mà mình không có biết thì cái người phụ nữ đó họ sẽ cho mình biết là mình sai chỗ nào để mình tìm cách khắc phục. Có cái chuyện gì đó, ví dụ như buồn, vui, giận gì đó thì cứ việc nói thẳng với anh. Anh không thích mà để trong lòng. Tự đoán ha anh, không thích kiểu tự đoán. Anh không thích cái kiểu tự đoán. Cảm giác của anh lúc này anh cảm thấy là anh vượt hơn cái sự mong đợi của anh, cái sự tưởng tượng của anh là 90%. Lúc đầu mình thích một cô gái có cái gương mặt khả ái thì sau khi gặp mặt thì mình thấy cái gương mặt này nó hơn cái gương mặt khả ái rồi. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một lời, cưới anh đi để thôi đường về cô liêu. Hỡi em yêu, anh cũng muốn nói một lời, cưới nhau nhà vì anh chỉ cần em thôi. Yêu em mất rồi, chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Hay. Thiệt là lặng lẽ hay lời muốn nói. Cái nét mặt của con gái này như là giống như là lai tay hay sao đó. Có lai tay chị em mình tay mà. Lai tay chị em mình tay mà. Cảm giác mình lúc này thì cũng đúng khoảng 70-80% như mong đợi. Như cái lúc hình mẫu lý tưởng ban đầu mà mình đưa ra. Gặp anh thì nhìn thấy có cảm tình liền. Nói chung là mình rất là khó trong cái khâu mà ghép đôi ghép cặp á.
cũng là vì người, nhưng mà mình nhìn thấy thì không có cảm tình hoặc là không thể tiến xa được, thì mình không có tiến tới để mất thời gian của cả hai. Thì mình thấy dù là không có cảm tình thì mình cứ cho nhau cơ hội. Chị cũng đặt cái hình mẫu lý tưởng của chị là tại chị hơi cao á, thì tính ra mét sáu mấy thì nữ mét sáu, là mình mét sáu mấy thì mình cũng thấy mình hơi cao, cho nên là cũng muốn bạn nam nó cũng cỡ mình với lại cao hơn mình á. Bây giờ thì như mình nói ban đầu là nhìn thấy là anh là có cảm tình thì có cảm tình rồi là thì đều khóc hết. À, thực ra thì sau cái giờ làm việc của anh thì chiều về anh hay đi tập gym. Đi tập gym thì trong đó không có lớp gym ba. Thì cái lớp gym ba đó đặc biệt đó là trong vòng 2 năm trời chỉ có một mình là cô trai mà. Nên mình sẽ tặng bạn gái một cái bài nhảy điệu gym ba. Nhiều một phần đó là cái lớp sinh ba này á, bạn nữ hơi nhiều á, cái là huấn luyện viên cũng là nữ luôn, nên anh kiểu như anh học theo nhưng mà anh bị lai lai cái cách nhảy của một gái tí xíu. À quên đó, anh chưa có được số điện thoại của em. Anh cho anh bây giờ để mình nhắn điện thoại để trên phòng nhắn với nhé. Ừ, nhắn số. Dạ, anh biết tại đó. Rồi. Đưa ra quyết định của mình. Bấm hay không là quyền của các bạn. Bấm là đưa chúng ta đến yêu thương, bấm là đưa chúng ta đến hạnh phúc. Còn chúng ta cảm giác rằng chưa hợp với mình, chưa rung động, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm, 1, đông nó bấm 2, không? 3. Rồi. Bây giờ chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Hai đứa nắm tay, đông nó rất là rất khoát. Trước khi tới đây thì thấy bình thường, và khi bước vào và trong phòng chờ thì cảm giác rất là hồi hộp. Người con gái thì mong đợi nhất là người con gái hòa đồng, dễ nhìn, ngoan ngoãn, lễ phép. Còn cái chuyện đã ra hay không đã ra thì cái đó mình tự làm được, cũng không cần thiết cái bạn gái phải đi làm ăn. Mình muốn tìm kiếm một người bạn trai đầu tiên là gái, có thể là người miền Tây hoặc miền Nam, người đó có thể thích thể thao, thích nhận mê giống như là bóng đá, bóng rổ, hoặc là thích đi du lịch, hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình đem tới đây một món quà tặng cho người bạn gái sắp gặp là cuốn sách Tâm Thầy Tư Đồ về em là cô dâu. Yeah. Thì cái cuốn sách này nó cũng muốn nói cái ý của mình tới đây để tham gia chương trình là tìm được người bạn đời, yêu mình đến hết cuộc đời. Em để ngày hôm nay để hy vọng là nếu như hai đứa có thành cặp thì anh sẽ nhớ được cái ngày kỷ niệm lần đầu gặp mặt ngày hôm nay. Anh cảm ơn em. Cảm xúc của mình rất là vui khi mình đã được bạn gái chọn. Dựa trên cái thang điểm 10 đi ha, thì để cho anh ấy 8 điểm.
mình và sẽ lên kế hoạch là dành thời gian nhiều cho bạn gái, trước hết là quan tâm trò chuyện, là tại vì tình hình dịch này cũng không đi đâu được. Sau khi bớt dịch thì sẽ cùng bạn gái đi du lịch hoặc là đi đâu đó. Gia đình mình đặt ra cái yêu cầu quan trọng nhất là người gái biết ứng xử với gia đình, nhớ biết điều hòa giữa cả bên đàn nội và bên đàn ngoại nếu mà khi hai đứa kết hôn. Mình có lời nhắn tới gia đình của anh Đông là mình muốn cảm ơn gia đình đã cho mình có cơ hội để gặp anh ấy. Con xin cảm ơn hai bác là phụ huynh của bạn Tâm đây, đã nuôi nấng một cô gái rất là dễ thương. Con rất là thích cô gái này. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Nếu mà có cơ hội được làm con rể của hai bác thì con sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cho em thật là tốt.